Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo dành cho bé. Đó là mình sẽ làm cháo thịt bò bí đỏ. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một chén cháo, mình đã nấu sẵn. Bí đỏ mình đã bỏ vào mình hấp cùng với cháo. Nên là bây giờ mình chỉ cần tán nhuyễn. Còn thịt bò thì mình đã chuẩn bị ở đây là 20g thịt bò. Bây giờ thì mình sẽ mang đi băm nhuyễn. Và bí đỏ thì mình sẽ tán nhuyễn nhé. Vậy là mình đã băm xong thịt bò, ở đây mình đã băm nhuyễn. Bây giờ thì mình sẽ mang đi tán cái bí đỏ này cho bí đỏ được mềm ra. Đây, cái bí đỏ của mình nấu chung với cháo mình hấp nó lên trên á, nên là nó rất là nhuyễn mà. Không cần phải dây hay là ấy, chỉ cần mình cần dùng cái muỗng này mình tán nhẹ là nó đã mềm ra hết rồi. Các mẹ cũng có thể dùng cái bí đỏ mình hấp hoặc là mình luộc để mình làm cái bữa xế cho bé. Ví dụ như là mình có thể mix với sữa, bí đỏ mix sữa cho bé ăn. Đấy, nó rất là nhuyễn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu cháo nhé. Tiên thì để nấu cháo thì mình các mẹ có thể là nếu mà nấu cháo đặc như mình thì các mẹ có thể dùng thêm cái nước dashi, là cái nước mà mình luộc luộc rau củ mình cho vào cháo. Còn không thì các mẹ nấu cháo có thể là lỏng hơn, hoặc mình nếu không dùng nước dashi thì mình có thể dùng nước ấm để mình cho vào cháo để cháo nó được trở nên nó vừa ăn hơn. Đặc quá các bé cũng không ăn được. Mình thường nấu cháo đặc, rồi sau đó thì nếu mà khi nấu từng bữa cho bé thì mình sẽ cho thêm nước hoặc là mình cho nước dashi nhé. Mình để cháo của bé sôi lên. Trong khi chờ cháo sôi lên thì mình sẽ cho vào cái thịt bò một chút nước. Quấy đều để tránh cho cái thịt bò của mình nó bám cục nha các mẹ. Để cho thịt bò của mình sôi lại. Thịt bò của mình và nhuyễn nên là nó cũng rất là nhanh chín thôi. Cần mình nấu cháo khoảng 2-3 phút là thịt của mình đã chín rồi. Nó sôi được khoảng 2-3 phút là nó đã chín rồi. Mình tiếp tục mình cho cái phần bí đỏ mình đã nghiền vào. Một tuần thì mình có thể đổi bữa cho bé. Cho bé ăn đa dạng các loại rau và đạm như là thịt bò, thịt heo, tôm, cua, cá, lươn, ếch, rau củ thì